Chào các bạn, Quỳnh Mai chúc các bạn ngày mới vui khỏe, bình an. Hôm nay ngoài trời mưa tầm tã và dự báo là mưa sẽ liên tiếp 4 ngày trong tuần các bạn. Nhiệt độ thì xuống rất là thấp, cỡ 40 độ F, nên ngoài trời rất là lạnh luôn, vừa mưa mà vừa lạnh mà vừa có gió. Thì hôm nay Quỳnh Mai đi ra, không có nói đi ra giường nữa các bạn, mà Quỳnh Mai cũng có thể nói là đi ra giường, nhưng mà giường này ở trong gara đây. Các bạn nhìn thấy là Quỳnh Mai không có đi ra giường ở ngoài, mà đi ra giường ở trong gara của mình đó. Thì Quỳnh Mai đi ra giường ở trong gara để chia sẻ với các bạn là cách giúp cho cây của mình ở trong gara được ấm áp, tại vì nhiệt độ bên ngoài so với bên trong gara thì chỉ hơn nhau 10 độ F thôi các bạn, nên ở ngoài 40 độ F thì ở trong này cũng 50 độ F, rất là lạnh. Nếu ở ngoài là 32 độ F, tức là 0 độ C đó, thì ở trong này cũng 10 độ C, rất là lạnh. Nên Quỳnh Mai đi vô trong gara này để chia sẻ với các bạn cách làm cho cái cây của mình để trong gara sống được với nhiệt độ không lạnh quá các bạn. Thì đây là cái cách của mình đó, các bạn nhìn xem. Mình dùng đèn Noel đó các bạn, để quấn chung quanh cái cây bưởi của mình. Đây, cây bưởi của mình dùng đèn Noel để quấn quanh cái cây bưởi để cho nó tỏa ra nhiệt, để cho cây bưởi nó ấm, nó không có bị chết, nó không bị lạnh cho các bạn đó. Các bạn nhìn thấy, thì trong khi mà gần tới Noel rồi, mình để chơi Noel, thì bây giờ mình dùng đèn đó quấn những cái cây của mình để giữ cho cây của mình không có bị chết đó các bạn. Đó, đây là cây bưởi, rồi những cây tắc thì ngày mai ông xã của mình sẽ quấn tiếp, quấn hết luôn hai cây tắc và một cây mai. Bây giờ ngày hôm nay ông xã giúp mình quấn đèn chung quanh cây bưởi và cây thanh long các bạn. Cây thanh long thì nó rất là thích luôn, mà các bạn phải mua cái bóng đèn mà nó hơi xưa một chút, là nó có tim đó các bạn, chứ không phải là bóng đèn LED thì nó không có tỏa ra nhiệt nóng. Mình dùng bóng đèn cana xưa đó thì nó tỏa ra cái sức nóng từ cái bóng đèn. Các bạn nhìn thấy ông xã quấn cây thanh long của mình mấy chục bóng luôn, các bạn nhìn thấy đẹp hơi không? Nhưng mà đây là giúp cho cái cây thanh long của mình nó được ấm các bạn. Mình đã tắt đèn của gara đi để cho các bạn nhìn thấy rõ là mình đã dùng đèn Noel loại tim để cho nó tỏ nhiệt, đặng quấn chung quanh những cái cây của mình đem vào gara, thay vì mình để thêm cái máy sưởi nhỏ để cho cái cây mình nó ấm, thì hôm nay mình dùng cái dây đèn Noel mình quấn chung quanh cái cây bưởi nè các bạn, cũng mấy chục bóng luôn. Cái loại bóng đèn này nó tỏa nhiệt đó, các bạn mua Quỳnh Mai với ông xã mua thì lựa những cái bóng đèn hồi xưa đó, nó tỏa nhiệt đó, thì nó làm ấm cây các bạn. Nó cháy một hồi thì cái bóng đèn nó nóng lên, thì quấn chung quanh đây thì giúp cho mấy cái cây mình rất là nhiều. Tại vì mỗi năm Quỳnh Mai đều làm như vậy thì thấy cái cây nó khỏe,
Còn khi nào mà lạnh nhiều quá thì mình để thêm cái máy sưởi nhỏ. Đó. Mình quấn đèn như thế này ấy, thì mình không có tốn điện nhiều các bạn. Đó. Thì cái cây thanh long này ông xã quấn mấy cây chục bóng luôn. Ngay cái nhánh lá của nó đó các bạn. Mình để gần cái nhánh lá của nó để giúp cho nó. Rồi ông xã còn gắn thêm hai cái bóng đèn lớn để bật khi mà trời khi mà không có ánh sáng đủ đó thì gắn hai cái bóng đèn lớn đó các bạn cho nó tỏa ánh sáng ra giúp cho cây thanh long ban ngày thì mình bật, ban đêm thì mình tắt các bạn. Ban đêm còn cái bóng đèn này thì mình để nguyên ngày đêm luôn, không có tốn bao nhiêu điện hết. Phía bên đây thì Quỳnh Mai cũng cũng để một cây đèn lớn nhưng mà chưa có bật đó các bạn. Để hai bên hai cây bóng đèn ngay ba cái bụi thanh long bên đây các bạn. Đó. Ba bụi thanh long này, bên đây thì ông xã Quỳnh Mai sẽ giăng bóng đèn luôn nhưng mà bây giờ chưa làm xong, chỉ làm được giúp cho Quỳnh Mai là cái bụi thanh long 1 năm tuổi này với lại một cây bưởi, còn hai cây tắc thì chưa quấn với cây mai chưa quấn. Ngày mai ông xã mình sẽ quấn hết luôn tại vì càng ngày càng lạnh đó các bạn. Đó. Tỏa nhiệt rất là nhiều luôn, giúp cho cây vừa giúp ánh sáng mà vừa giúp nhiệt luôn các bạn. Còn ngày nào các bạn nhìn thấy cái nhiệt độ nó xuống thấp nữa thì để thêm một cái máy sưởi nhỏ là những cái cây này nó sẽ rất là mừng luôn đó các bạn. Đó, ở phía dưới này mình có cây lan đất nè. Mình làm như vậy thì cây sống khi mà mình đem tới mùa xuân mình đem ra ngoài thì nó sống khỏe luôn, nó không có bị khựng lại các bạn. Đó, những cây ớt, cây thanh long của mình rồi lan đất rồi cây điệp đủ loại cây mình đem vô đây hết luôn các bạn. Đó, hai cái cây thanh long này mình cũng cần gắn bóng đèn luôn nè. Mình vừa chơi Noel mà mình vừa giúp cho cây luôn. Thay vì mình gắn đèn cho cây thông Noel thì mình gắn đèn những cái cây mình trồng. Khi mà các bạn bước ra gara đó thì nó cũng rực rỡ nhiều màu các bạn. Cây bưởi này nó cao lên luôn. Các bạn nhìn thấy không? Gắn đèn vô thì thấy rất là đẹp luôn, đủ màu. Vậy thì hôm nay Quỳnh Mai đi ra vườn ở trong gara để chia sẻ với các bạn cái kinh nghiệm giúp cho cây có nhiệt độ ấm để cho nó được khỏe để mùa xuân đem ra ngoài thì nó vẫn mạnh khỏe các bạn. Đó. Nó không có bị lạnh quá rồi chết. Đó. Còn ở đây là ngay cửa sổ luôn các bạn. Thì ban ngày mình đóng cái cửa gara lại, mình mở cửa sổ lên thì mặt trời chiếu vô thì những cái cây ở gần cửa sổ sẽ hưởng cái ánh sáng mặt trời, còn những cái cây nào phía trong thì hưởng ánh sáng của đèn các bạn. Tại vì mình tắt đèn ở phía trên để cho các bạn nhìn thấy rõ là mình quấn bóng đèn điện lên trên cây để giúp cho cây sưởi ấm cho cây các bạn. Đó. Vậy thì hôm nay mình mai chia sẻ với các bạn là quấn bóng đèn lên cây để giúp cho cây giữ nhiệt độ ấm cho cây các bạn.
Vậy video tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Quỳnh Mai, đăng ký, chia sẻ, like để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt.